Hi guys, nice to see you guys today. Hello everyone. Hello teacher. Hello guys. Hello teacher. Nice to see you guys. Hello. Good evening everyone. Hello teacher. Hello everyone. Good night. Hello guys. Okay. Let's wait for your friends, okay? Wait for your friends. Yes. Hello everyone. Hello everybody. I can see that a lot of you guys have finished the homework. Very well done. Yeah. Có rất là nhiều bạn đã làm bài tập rồi nè, đúng không? Well done, everyone. We like it so much. Cô Trung Thương à? Em chào cô. Wow, you just... Oh, wow, it must be a little bit painful. Good evening, teacher. Last time we played Pluck It, right? So today we're gonna play Quiz It. Last time we already played Pluck It, remember? Okay. Today we played Quiz It. Pluck It, hả cô? No. Last time we already played Pluck It. Ở lần trước là mình chơi Pluck It đó các bạn nhỏ. Hồi đấy cô sợ nhổ răng lắm, nó cho hồi nhỏ là cô sợ nhổ răng lắm, cô toàn tự bứt răng cô ở nhà thôi. I'm afraid of the dentist. Sao vậy cô? Yes. Yes. Let me show you guys that this one. Wait. This is your homework, right? Your homework. The deadline is actually right now, right? And let me see. You have. I didn't let you guys. No, which one is the correct answer, right? Cô không có để cái chế độ cho các bạn gọi là biết câu nào là câu đúng, đúng không? Câu nào là đúng, câu nào sai, đúng không? Để cho các bạn làm. Các bạn tự làm, đúng không? Các bạn có biết câu nào đúng, câu nào sai không? Do you know the correct answers? You guys don't know, right? Yeah, you don't know, right? Mm-hmm. Yeah, I'm a reindeer. I think it's a reindeer for the Santa Claus. Yeah, you guys don't know which one is the correct answer because I want you guys to play again today. Cái này là cô chỉ để cho các bạn làm để các bạn chuẩn bị trước những cái từ mà mình sẽ học trong ngày hôm nay thôi. Cái những cái từ này cũng là những cái từ mà mình sẽ học bây giờ này. Nhưng mà trước khi mình học thì mình sẽ chơi lại một lần nữa. Có nhiều bạn thì vẫn chưa có cơ hội chơi, đúng không? Các bạn không có thời gian để làm ở nhà, đúng không? Thì bây giờ trong lớp của mình sẽ chơi lại. We're gonna play this one more time, okay? Yes, okay guys. So this was the result where Hang Zhang, you play this one 6 times, right? And you have 23 correct answers. Well done. Hang Zhang đã tính 23 câu đúng lận là con chỉ sai 2 câu thôi, bạn chỉ sai 2 câu thôi. Right after you is Hải Đăng. Well done with 20 correct answers. Tí nữa thì đang để ý coi là 5 câu mình sai là câu nào nha. Đó, mình để ý xem là 5 câu mình sai là câu nào. We're gonna do this one again today. I think we can start right now. Cô nghĩ là bây giờ mình có thể chơi lại được rồi đó. There are 60 friends in the class. Wait, let me send you guys the code. Okay, for this one, I won't let you guys know the correct answer too because we're going to go through each quiz again, okay? Tí nữa thì cô sẽ đi qua từng cái với các bạn một lần nữa cho nên là mình sẽ không cần phải biết đáp án ngay sau cái câu đấy. Yeah, it's okay. You can play right now, Khuê. Okay, you can play right now. So now, wait. Let me send you guys the quiz. Let me send you guys the link. Okay, now, this one is the link. Please click the link and join the game, okay? I will wait for you guys. Cái này là bao nhiêu bạn tham gia cũng được, nên các bạn cố gắng là tất cả các bạn trong lớp của mình tham gia hết nha. Bạn nào mà mình đang xem livestream là các con có thể vào lớp này để mình có thể chơi quiz được này. Thật ra mình cũng không cần vào lớp, mình vẫn có thể chơi được, đúng không? Các bạn có thể vào cái trang này, bấm cái mã này. Các bạn có thể bấm cái mã này và mình chơi với các bạn trong lớp này. Okay, good job, 9 students already. Để cô check lại xem là cô gửi đúng cho các bạn chưa.
Yes, everyone. So these are the words about clothes. Hôm trước là mình đã học được khoảng tầm 20 từ rồi đúng không? Today we're gonna learn 25 more words. So that means you can learn for about 50 words, right? Như vậy có nghĩa là mình đã học được tầm gần 50 từ rồi. À, để chỉ về quần áo rồi là cô nghĩ là có 50 từ này là các bạn có thể nói về bất kỳ món đồ, bất kỳ món quần áo nào của mình đó. 29 students already. Good job. What about the others? What about the others? I will send you guys the quiz one more time. À, các bạn không cần phải bấm hai lần nha. Bạn nào đã vào rồi thì mình không cần bấm nữa. Cô gửi lại để bạn nào mà có không thấy hồi nãy của cô, tin nhắn hồi nãy của cô thì các bạn bấm lại, các bạn vào room nha. What about the others? What about the others? Okay, let's wait for your friends a little bit, okay? I know this this name. I don't know how to pronounce. I think Neuer. But I know his name. He's a goalkeeper, right? He's a goalkeeper. Okay, 42 students. What about the others? Okay, let's wait for some more. Okay, cô cũng sợ là mạng của cô nó lắc, không biết là các bạn vào mà cô không thấy hay không. Let's wait for other friends a little bit more, okay? Right now it's 8:08. We will start the game at 8:10. Two more minutes, okay? We will start the game in two more minutes. 46 students. Good job, guys. What about the others? What about the others? 14 students. Yes, 48 right now. Good job, everyone. For those that are in the room, please wait for your friends a little bit more. Okay, bạn nào mà ở trong room rồi thì các bạn đợi các bạn của mình, các bạn còn lại nha. Wait for your friends a little bit more. Good job, 49 students. One more minute, okay. One more minute for you guys to join in the room. Các bạn còn một phút nữa để các bạn vào room nha. Bạn nào chưa vào thì mình vào này. Is there any problem? Các bạn nào gặp vấn đề nào không? Các bạn nào gặp vấn đề nào mình chưa vào được không? Oh, you have your own account. Yes, good job, Joe. You have your own account. What's wrong, Ying? What's wrong? Why can't I be in the room? Okay, good job, Hà Anh. Well done. So please wait for your friends, okay? Các bạn nào mình không vào được à? Có nếu mà tụi con không vào được thì tụi con thử bấm cái link lại một lần nữa. Bấm một cái link khác. Mình bấm một cái link khác thử. Ok. Hoặc là các bạn có thể xem lại cái internet của mình, cái mạng của mình á. Nhiều khi mạng của mình nó bị lắc thì mình cũng vào không được. Ok, I will let... what is your name? Is your name Yến Thu in here? Yến có đặt tên là Yến Nu Năm. Con nhìn ở đây con thấy có tên con chưa? You see your name? Minh Châu, your name Hoàng Minh Châu, right? Đây, here, this is you, right? This is you. Bạn nào mà vào room rồi thì nó sẽ để con là đang ở trong room đúng không? Yeah, mega bean is this one. Here, cô có để ý cái mega bean here. Yeah, Harry, I can see your name here, right? Okay, let's see how many students. 59 already. Okay, good job. Yeah, I think there was a problem. I don't see you in here, Ying. I don't see you in here. What is your name? What is your name in this one? Như là Ying chưa vào đâu, đúng không? Cô nghĩ là không có tên của Ying. I cannot see your name in here. 61 students already. Như vậy là chúng ta có một vài bạn thôi. There are about 62. One more. I think it's Ying, right? I think it's you. You're not in the room. Okay, right now it's 8:11. I think we can start the game now. Okay, guys, get ready. I will start the game right now.
There are 25 questions and each question you have 10 seconds to answer, okay? Các bạn cố gắng trả lời, mình biết từ nào thì mình bấm nhanh lên thì mình sẽ có cái điểm cao hơn, đúng không? Cái này là không chỉ phải trả lời đúng mà mình còn có thể điểm cao hơn nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái việc mình có nhanh hay không nữa. Okay, I will start the game in 3, 2, 1. Finish the game. For example, Zhang. I think you know your rank now, right, Zhang? I think you know the rank now. Yong is finished too, right? At the top. Your friends at the top, they have finished the game. They finished the game. Rất là nhiều bạn ở top đầu là các bạn đã xong rồi, đúng không? Nhưng mà cô sẽ đợi vài phút nữa cho các bạn ở dưới mình tiếp tục làm nha. Try your best, everyone. You guys have 3 more minutes, okay? 3 more minutes to finish the game. For those that already finished, please wait for your friends, okay? If you guys want to know the result, please take a look at my screen. Bạn nào mà muốn biết kết quả thì các bạn có thể nhìn vào screen đầu của mình thì các bạn cũng thấy được cái thứ hạng rồi, đúng không? Hoàng Giang, you are in top one. Well done, good job. So this one is mean that you have 7 correct answers in a row, right? Cái này có nghĩa là con đã có 7 đáp án đúng liên tục, đúng không? Good job, everyone. Your friends at the top. Your friends at the top. They already finished. Let's wait for 2 more minutes, okay? Some of your friends haven't finished. Và có một số bạn thì các bạn mới làm thôi, cho nên là các bạn đợi nha. Đợi bạn mình một xíu nha. 3 more minutes, okay? I will end the game in 3 more minutes. Then we're gonna go through each question again. Sau đấy thì mình sẽ đi qua từng từ một lại để các bạn học thêm được nhiều từ về clothes. Okay, 2 more minutes, everyone. 2 more minutes. For everyone who haven't finished, please. 2 more minutes for everyone to finish the game. Try your best. Try your best, guys. Minh Phương, you just joined, right? Try your best. Try your best, okay?
You guys still have 1 more minute and 30 seconds. 1 more minute and 30 seconds for the other friends. Try your best, Phương. Phương nên lên nè. Phương nên có điểm lên nè. Cố lên. Phương Thảo nè. You are not finished, right? Yes, try your best. Có nhiều bạn đang vẫn đang còn chơi đúng không? Bởi vì mình vẫn có thời gian đúng không? Cho nên là các bạn cũng chơi tiếp. 1 more minute. Okay, 1 more minute. The last minute, guys. The last minute. Có nhiều bạn thì chắc là con bị văng ra đúng không? Cho nên là ở đây nó không có để là tụi con đang chơi. The last minute for everyone, okay? The last minute. Try your best, try your best. Đây là cơ hội cuối cùng cho các bạn vào top nè. You guys take a look at my screen. You guys already know the result, right? The first place belongs to Hoàng Giang. Good job. Then the second place, just like in the homework, right? It's Hải Đăng. Well done. And then Dũng, you're in the third place. Then Mega Bin in the fourth place. Châu, right? Bảo Khôi, you are in the fifth grade, the fifth place. Well done. Good job. Khánh nè. Khánh ở vị thứ 6 nè. Well done, everyone. Minh Phương, you are in the top 8 right now. Minh Phương này từ từ lên nè. Đó, Minh Phương này từ từ lên được nè. Okay, the last 15 seconds. The last 15 seconds, okay? Wow, you're in top 5 right now, Phương. You're in the top 5 right now. Now, okay, I will end the game, okay, guys? Now, you guys already know the result. Congratulations, Zhang. Good job, well done. So, there are some words you haven't known, right? So, let's see. Để cô xem thử. The hardest question. Wow, 55 out of 76 players have the wrong answer. A lot of you guys choose backpack bag. Okay, take a look at this one. Ở đây cô chỉ các bạn câu này luôn. A lot of you guys have this one, right? 27 players. If you guys say like this, you're gonna say pack bag. À, nếu mà các bạn có cái hai cái chữ này nó bị đảo lộn đúng không? Nếu mà cái từ này thì các bạn chọn đúng rồi đó. Rucksack với backpack đều là hai đáp án đúng hết. Ok, backpack. Từ này các bạn phải viết letter B. B trước rồi đằng sau nó mới là P. À, chứ không phải là P trước rồi mới là B. Ở đây là các bạn bị đánh lừa đúng không? Có nhiều bạn bị đánh lừa. Nếu mà con đọc nè, con để ý nếu mà từ này thì con sẽ đọc là pack bag. Mà cái này là cái ba lô thì mình sẽ đọc là backpack. Backpack. Hai cái bờ này, một cái là bờ mà nó bờ bình thường giống như bờ bò. Tụi con nói tiếng Việt đó, chữ bờ á, back. Cái chữ p đằng sau nó bật âm ra p p. Backpack. Backpack. À, và thực ra từ này thì có hai từ con có thể dùng, backpack or rucksack. Có hai từ mình có thể dùng, cho nên hai câu này đều đúng nè. Backpack or rucksack. Cả hai câu đều đúng hết. Ok. Let's see. Đây cũng là câu lâu nhất nè. Tổng lại thì câu này vẫn là câu lâu nhất nè. Câu này các bạn suy nghĩ nhiều đúng không? Bởi vì hai cái âm này nó bị đổi. Những cái âm nó bị đổi nên là mình phải nghĩ kỹ đúng không? Yes, good job everyone. So now let's go through each question again with me. Okay, go through each question again. So for this one, take a look at this one. Thảo, tell me what is it? Look at the picture and tell me what is it? If you guys want me to invite, please press the button. I think it's handbag. Ah, handbag. Okay, handbag is the bag, the little bag. Yeah, đúng rồi, cái túi nhỏ mà thường là con gái cái sách á, cái túi sách nhỏ á, túi sách tay á, mình hay gọi là túi sách tay. Okay, good job. This is a handbag. Ah, ví dụ bạn nào mà muốn nói về những cái túi sách tay như thế này thì tụi con có thể dùng cái chữ handbag. Thay vì dùng cái chữ bag không thì người ta sẽ không có rõ cái túi của mình đang nói là túi gì. Thì cái túi này nó là cái túi xách tay mà thường con thấy mẹ của mình cũng hay có đúng không? Mẹ cũng hay có đó. Thì cái túi này gọi là handbag. Còn cái này là những cái mà bị ghi sai nè. Đó, những cái từ này nó đều là ghi sai nè. Đó, tote bag. Tote bag là cái túi mà nó sẽ một cái túi vải. Các bạn mà để ý mà có như bây giờ thì nhiều bạn khi đi siêu thị á, cũng hay dùng cái tote bag. Cái này của cô cũng là tote bag nè. Các bạn mà nhìn qua cái camera của cô, các bạn thấy cô có cái túi này nè. Cái túi này của cô cũng là cái tote bag, nó là kiểu có cái quai thế này.
rồi mình đeo vào bên đây như vậy nè, nó to như vậy nè, cái tote bag thì nó to hơn, thường cái dạng hình chữ nhật như vậy, à thì nó gọi là cái tote bag. Còn cái handbag là cái túi xách tay, cái túi con xách tay, cái túi mà dễ thương nhỏ nhỏ như vậy nè, handbag. Ok, well done Thảo, thank you so much. The next question, number two. This one is easy, right? But some of you have, oh, a lot of you guys choose t-shirt, right? So which one is the correct answer? Thuy, tell me, which one is the correct answer? Look at the picture. Thuy chọn câu nào? Which one? Which one is the correct answer for this one? What is your answer? What is your answer? Can you turn on your sound? Thuy có mở tiếng được không? I can see that Diệu Linh, right? You said shirt, right? What about you? Let me invite some friends, okay? Yes, Thanh Duy, tell me, what is it, please? Tell me, what is it? Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Hay là Duy nói gần cái máy của mình lại một xíu đi. Cô không thấy nó bắt được cái tiếng của con á. I cannot hear you. I'm so sorry. Cô không nghe được tiếng của Duy. Đâu bây giờ Duy nói cho cô nghe nè. Duy nhìn cô nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Which one? Con gặn cô máy. 1, 2, 3, 4. Duy đưa số lên màn hình cho cô xem đi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Which one do you choose? Duy gặn cái nào? Ah, okay. I can see you. Yeah, number one. Yes, Duy. It's a shirt. Okay. If you guys don't know how to pronounce this word, this one is a shirt. Shirt là các bạn hiểu cho cô là cái loại áo sơ mi á, sơ mi mà cơ bản nhất á, nó có nút và nó có cái cổ như thế này, sơ mi tay ngắn tay dài gì đó thì tụi con cũng có thể dùng cái chữ shirt. Và thường cái shirt là cái áo sơ mi dành cho con trai, cái kiểu giống con trai mà tụi con hay thấy cái kiểu này nè, cái kiểu này, đúng cái kiểu này thì nó sẽ thường gọi là cái shirt. À, hoodie là các bạn còn nhớ là cái gì không? You guys remember the hoodie? Mai Trang, you remember the hoodie? Hoodie, yeah. What is a hoodie? Hoodie với sweatshirt có giống nhau không Trang? Hoodie với sweatshirt có giống nhau không? Yes. Yeah, good job. Như vậy là Trang nhớ bài nè, đúng rồi. Hai cái này là một là giống nhau. Good job Trang, well done. Hoodie với lại sweatshirt nó đều là cái áo mà hôm bữa cô có cho các bạn coi hình á. Cái áo tay dài, cái áo mà người ta hay tập thể dục, người ta có cái nón chùm, cái mũ trùm á, cái áo mà nó có cái nón trùm lại được á, cái đấy mình gọi là sweatshirt. Ok, sweatshirt. Còn có một cái là sweater, các bạn nhớ mình học cái chữ sweater không? Các bạn, áo trùm đầu đây, rất nhiều bạn nói đúng nè, đúng rồi. Yeah, áo trùm đầu, cái áo đó, đúng rồi, cái áo thun dày mà các bạn hay lạnh mình hay mang vào á. Hoodie với sweatshirt thì tụi con dùng đấy, đấy là một cái đó. T-shirt là áo thun nha mọi người nhớ cho cô nè. Có tới 16 bạn chọn t-shirt lận. It's not a t-shirt, this is a shirt. T-shirt là áo thun bình thường thôi. Các bạn nhớ cái áo thun tay ngắn bình thường đó, giống như cô đang bận nè, là áo thun bình thường á, thì mình gọi là t-shirt. Còn cái này là các bạn nhớ cho cô, shirt là cái áo sơ mi nha. Ok, shirt. Good job. Ok, what about this one? What is the answer? What is the answer? Ở đây thì chỉ là đáp án của mọi người chọn thôi, chưa chắc là các anh đáp án nó nhiều người chọn thì đó là đúng nha. Ok, các bạn cứ thử trả lời theo ý của mình nha. Trung, can you tell me what is your answer? It's a belt. Ah, yes, Trung. Well done. It's a belt. Exactly. For this one, you guys have the correct answer, a belt. A belt. Những cái từ này tí nữa nó sẽ có cái từ vựng đúng với cái từ đấy thì cô sẽ giải thích sau ha. Nhưng mà cái này nó là cái belt, cái thắt lưng, dây nịt, thắt lưng hoặc là dây nịt mà các bạn hay kêu á. Thắt lưng đúng không? Để mình thắt lưng, mình thắt vào cái quần của mình nè. Ok, it's a belt. Các bạn nhớ là khi mà mình cô phát âm thì các bạn tập phát âm theo luôn nha, bởi vì cô không thể nào mời các bạn cùng phát âm được hết được. Ok, a belt. Belt. Okay, good job everyone. Good job. Next one. Take a look at this one. Let's see. Song An, can you tell me what is this one? It's tea. This one. Okay, you choose the first one, right?
So ngang cả cái đầu tiên đúng không? It's not a T, it's a, again, it's a tie, a tie. A tie. Yes, good job. It's not a T, okay? A tie. Good job, Anne. Well done. Đây là cái tie đúng không? Cái cà vạt. Ha, cô xem được, cô quên cái từ đấy. Cái cà vạt của mình á, cái cà vạt để mình thắt vào trong cái áo sơ mi mình bận á. À, thì đây là cái cà vạt, tie. Tie. Cái này nó cũng có chữ tie đúng không? Nhưng mà tại sao mình phải không chặn cái này? Tí nữa sẽ có một cái cô chỉ cho các bạn tại sao mình không phải là bow tie. Chữ này là bow tie, còn chữ này là tie thôi. Nhưng mà cái này nó là cái tie, cái cà vạt, còn cái bow tie đó là một cái khác nữa. Ok. Next one. Yes. So okay, what is this? Quê, can you tell me what is this? Look at the picture right here, this one. It's a bow tie. Yeah, it's a bow tie. Bow là nó là cái nơ đúng không? Thì nó là, ở đây người ta hiểu đây là cái nơ mà dạng cà vạt á. Đúng rồi. So this one is a bow tie. Well done, Quê. Good job. Đây, đây nó là đáp án chính xác nè. Và rất là nhiều bạn cũng chọn đúng nè. Đúng rồi, đây là cái nơ. Cái nơ mà các bạn thấy là thường có hai dạng. Có người thì sẽ thích đeo cái cà vạt dài xuống. Có người thì chỉ đeo cái nơ này vào thôi. Đó. Thì ở đây mình có cái này mình gọi là cái bow tie. Okay, good job. Next one. I know a lot of you guys will choose this one. Cô biết ngay là nhiều bạn sẽ chọn cái này lắm nè. So this one, ở đây cô giải thích cho mọi người which one is the correct answer. Minh Phương, do you know what is the correct answer for this one? I think it's three holes. Shirt. Okay, you think it's three-hole shirt? Okay, so this one is actually not the three-hole shirt. Đây là cái cách mà tụi con dịch tiếng Việt của mình ra đúng không? Thì mình nghĩ áo ba lỗ thì mình nghĩ là three-hole shirt đúng không? Nhưng thực tế cái từ này nó không phải như vậy. Các bạn nhớ nha. This is the correct answer. Okay, the correct answer is the tank top. Minh Phương again, tank top. Yes. Cô Thư. Okay. Cho tôi nhờ mấy phút nhá. À, tôi nhắc các bạn chú ý là bạn làm một spam nhiều quá ấy, phải mà để ý bạn làm một spam ấy, không liên quan đến bài học thì thầy sẽ mời ra khỏi lớp đấy nhá. Như bạn Lộc Phát là thầy mời ra khỏi lớp nhá. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ nha. Bạn nào mà mình ghi như vậy cho trong group với các bạn của mình thì mình sẽ bị thầy mời ra khỏi lớp nha. Là mấy lần sau là thầy sẽ không cho các bạn vào học rồi đó. Okay guys. Hoặc là nếu mà các bạn nếu mà các bạn mà cứ ghi như vậy hoài thì cô sẽ tắt chat luôn và cô sẽ không có mở chat cho các bạn luôn đó. Thì mình chỉ học như vậy là mời bạn nào được mời thì cô mới mời bạn bạn cô mời bạn nào thì bạn mới được nói thôi, là mình sẽ không bao giờ được chat ở trong khung chat đó. Cho nên các bạn nhớ nha, mình ghi mình chỉ học, mình ghi đúng bài học của mình thôi. Okay. Okay, now let's continue. Minh Phương, tell me again. It's a what is it? Is a tank top. Okay, tank top, tank top, tank top, tank top. Yes, good job. Okay, Phương nhớ nha, mình trong tiếng tiếng Việt mình gọi áo ba lỗ thì đúng đó, nhưng mà trong tiếng Anh thì mình không có dịch từng từ như vậy được. À, mình không có dịch ra sát nghĩa từng từ như vậy được. Cho nên là Phương nhớ cho cô đây là cái tank top. Okay, yes, it's a tank top. Các bạn cùng nhớ luôn nha. Thank you, Phương, so much. Cô để cái đáp án này thì cô cũng biết là nhiều bạn sẽ nghĩ là cái áo ba lỗ thì mình dịch ra từng từ một. Các bạn để là three hole shirt đúng không? Nhưng mà thật ra nó không phải như vậy. Các bạn nhớ cho cô, cái này là tank top, áo ba lỗ của mình á. Áo hai dây, áo ba lỗ. Thực ra thì nó có cái tên riêng cho từng loại nữa. Nhưng mà mình cứ nhớ chung là cái tank top là những cái áo mà không có cánh á. Đâu có, không có cái cánh tay á. Cái phần cánh tay á. À, thì mình nhớ cho cô áo ba lỗ như thế này. Thì nó gọi là cái tank top, not three hole shirt, okay? Bạn nào vẫn đang nghĩ áo ba lỗ, in English, you say three hole shirt, okay? Các bạn tập trung, các bạn nhớ cho cô, this is a tank top. This is a tank top, okay? Not three hole shirt, everyone, remember? Cái đấy là cách cái con dịch ra bằng tiếng Việt thôi, okay? Now, the next one. Wow, good job, a lot of you guys have the correct answers. Cái này thì cái hình nó không có focus vào cái gì, cho nên là các bạn cũng hơi khó biết, đúng không? Good job. Ở đây thì cô lỡ để đáp án đúng rồi, nên là cô sẽ mời một bạn. Nguyên, please, can you help me? What are these? What are these? They are tights. Do you know what are tights in Vietnamese? Nguyên có biết là cô đang nói về cái gì không? Cái tights ở đây là cái gì? Theo con.
Con nhìn hình con đoán được cái tights. Mm-hmm. What is it? What are those? I think it is. They are. Con có rất dài ạ. Yes, đúng rồi. Yes, yes. Good job, Quyền. Đúng rồi. In Vietnamese, đúng rồi. Cái quần vớ, cái quần tất của mình á, nó là dạng tất. Nhưng mà nó không phải là cái tất mà chỉ đến cái cổ chân của tụi con đâu. Thường thì đúng là cái này các bạn nữ á, các bạn nữ trong mùa đông thì các bạn phải mặc. You have to wear the dress. You have to wear the skirt when you go to school, right? So it's very cold. It will be very cold, right? Thường thì các bạn nữ khi mà đi học thì các con phải bận. Không phải là trường nào cũng bận quần đúng không? Có trường sẽ bận váy, có trường bận bận cái đầm đồng phục đúng không? Cho nên là khi mà trời mùa đông thì tụi con sẽ rất là lạnh ở phần dưới thì các bạn thường hay bận cái tight này nè, cái quần vớ, nó là dạng y chang cái quần nhưng mà thực ra là cái chất vải của nó là dạng vớ, nó sẽ bận vô từ đầu cho đến cái hông của mình luôn. Đó, cái quần vớ, the pink one right here. Là cái phần này nè mọi người, cái phần màu hồng này nè. Thì các bạn nữ này đang bận nó là cái quần vớ thì mình sẽ có cái chữ tight. Nó sẽ không phải là socks, mọi người nhớ nha. They're not socks, okay? They're not socks, they are tights. The pink one, they're not socks, remember. Các bạn không gọi cái này là cái vớ đâu. Cái này mình gọi là cái quần vớ. Cho nên các bạn nhớ nha. Nó sẽ có sự khác biệt đúng không? Tights là quần vớ, còn socks mới là vớ. Cái đôi vớ bình thường của mình á. Đôi vớ cổ thấp, cổ cao rồi đó. Thì cái đây mới là socks, còn cái này là tights, okay? Tights, quần vớ. Cái này chủ yếu là cô thấy các bạn nữ mặc nhiều. Các bạn nữ á, các bạn nữ nên biết cái này nè. Các bạn mặc cái này nhiều đúng không? Tight, quần vớ. Còn những từ này thì nó đều không phải hết nè. Nó đều không phải. Và ở đây các bạn thấy là cái gì mà các bạn để ý cho cô, cái gì mà liên quan tới hả? Cái quần nè. Cái quần mà có hai ống là các bạn thấy là nó sẽ có gì? Nó là từ số nhiều. Nó sẽ nằm ở dạng số nhiều, có S đúng không? Tights, tights này không thể không có S, mọi người nhớ cho cô nghe, giống như là pants với trousers vậy đó, bắt buộc phải có S. Cái quần của mình không bao giờ mình nói là trouser không có S, tại vì nó có một ống hết trơn á. Cái quần của mình bận thì nó phải có hai ống, cho nên nó luôn là ở số nhiều. Và chữ tights này cũng vậy, nó cũng là dạng cái quần vớ, cho nên là nó không bỏ S được. Ví dụ đôi vớ là socks thì các bạn còn bỏ S được, bởi vì hai cái vớ là nó riêng biệt với nhau. Một đôi vớ đi chung thì nó mới gọi là socks. Nhưng mà cái này, cái quần vớ, tụi con đâu có tách ra làm đôi được đâu, đúng không? Cho nên là nó luôn là cái chữ tights có S, không bỏ S đi được. Các bạn nhớ nha. Ok? Remember this one. Tights. Tights. Ok? Now the next one. So bởi vì ở đây cô thấy có hai từ cho nên sẵn cô dùng cái này luôn. Tell me. Look at the picture, Khôi. What are they? What are they? What do you have here? You have and hat. Yeah, dress and hat. Okay, good job. Well done, Khôi. Thank you so much. They are a dress and a hat. Well done, guys. A dress. A dress. A dress có nghĩa là cái đầm. Cái đầm á. Cái đầm thì nó phải là bận nguyên một cái đầm thôi. Còn cái skirt ở đây nó là cái gì mọi người? Skirt nó là cái váy. Skirt nó là cái váy. Cái váy thì tụi con chỉ có bận cái váy thôi, thì tụi con phải bận một cái áo khác nữa. Nhưng mà bận cái đầm rồi là mình không cần bận cái áo khác nữa, đúng không? Chỉ cần bận cái bộ đầm đấy là xong. Cái này cũng dành cho các bạn nữ nè, thì các bạn có thể học nè. Dress. Ok guys, again. Dress. Và sẵn tiện thì cô hỏi cái này luôn. Hat. Dress and hat. Dress and hat. Okay, a dress, a pink dress right here. This is a pink dress. And this is a hat. Hat là cái nón, cái mũ, cái nón các bạn hay thấy á. Còn cái cap các bạn nhớ không? Cap là cái mũ lưỡi trai. Cap. Good job everyone. Well done. Next one. This is, what is it? Yes, Hoàng Giang, please tell me, what is it? It's a black skirt. Yeah, it's a black skirt. Good job. So a lot of you guys choose black dress, right? But this is not a dress. Remember, you guys have to distinguish the dress and the skirt. Okay, các bạn nhớ là mình phải phân biệt cho cô cái dress với cái skirt nó khác nhau. Cái đầm với cái váy nó khác nhau. Cái váy là cái chân váy thôi. Cái chân váy thôi là mình phải có một cái áo ở trên rồi, đúng không? Còn cái đầm là con bận một bộ đầm là xong rồi. Okay, so this is a skirt. A skirt. Black skirt. Ví dụ như cái hình này nó là black skirt. These are not shorts, okay? These are not shorts. Shorts là cái quần gì mọi người nhớ không? Shorts là cái quần đùi, quần ngắn á. Shorts, okay? Cái này là hôm trước mình đã học rồi. Bạn nào mà hôm trước mình không học, các con có thể về xem lại cái video bài giảng á. Thì tụi con xem lại, các bạn học với nhau, các bạn sẽ có rất là nhiều từ vựng, học rất là nhiều từ vựng về quần áo.
Hôm sau thì cô sẽ có một cái bài tổng hợp lại những cái từ vựng mà mình đã học. À, hôm sau thì cô sẽ gửi một cái bài tập khác nữa. Ok. Còn bài này là để cho tụi con ôm lại những cái từ vựng mới, mình học thêm những từ vựng mới. Now, okay, what are these? Tiến, please. Tiến, can you tell me what are these? What do you call these? Con gọi cái này là cái gì? Tiến chọn câu nào? Thay Tiến là câu nào mới là đáp án đúng nè. Which one? Which one is the correct answer? Which one? Tiến chọn. This one, right? Okay, again, Tiến. Trousers. Trousers. Good job. Well done, Tiến. Good job. Yeah, these are trousers. Congratulations. You have the correct answer. Đây là trousers. Có nghĩa là cái quần. Quần kaki, quần tây, các kiểu, các cái quần dài á, thì các bạn có cái từ này, cái quần dài, quần kaki, quần tây đó, những cái quần đấy mình gọi chung là trousers, hoặc là, ở đây các bạn chọn từ này thì các bạn chưa đúng, bởi vì sao? Nó thiếu cái gì mọi người? Nó thiếu cái gì? Nó thiếu S, đúng không? Như cô nói là gì? Cái quần á, cái quần thì nó là hai ống, cho nên nó luôn là danh từ số nhiều. Tụi con không bao giờ viết cái chữ này được, cái chữ này là không có, mình không có cái chữ này được. Mình phải viết cho cô lúc nào cũng có S. Như vậy hai từ này là bằng nghĩa nhau nè. Pants. À, bây giờ các bạn đọc theo cô nè. Pants. Pants. Not this one. Not letter E. It's letter A. Okay? Pants. Thì tùy theo các bạn học cái âm, mình có thể gọi là pants hoặc là pants, đúng không? Tùy theo giọng Anh hay Anh Mỹ, người ta có cái cách phát âm khác nhau một xíu. Các bạn có thể gọi là pants. Pants. Hoặc là pants. Pants. Tùy các bạn. Okay? Pants or pants. They are all correct. Okay, don't worry about that, okay? Các bạn đừng có lo về cái việc phát âm đó, nó là giọng Anh hay Anh Mỹ thôi. Cho nên là pants hay là pants thì đều là đáp án chính xác. Và mình có thể dùng cái từ này nữa là trousers. À, trousers, okay? Trousers, trousers, pants, pants, or pants, pants, okay? Next up. What are these? Jan, can you help me? What do you call this one? It's jeans. Yeah, jeans. Good job, Dan. With S, right? Good job. They are jeans. À, như cô đã nói, blue jeans thì nó vẫn thiếu một cái chữ S. Nó vẫn thiếu cho cô cái letter S ở cuối, ở đuôi để làm thành số nhiều. Blue jeans là quần jeans xanh á. Thì các bạn vẫn phải có S cho cô nha. Remember, you have to have the letter S at the end of the word. Jeans. Jeans. Okay, a lot of you guys have the correct answer. Well done. Jeans. Uh-huh. Jeans. Remember? Next up, you have... Okay, Phương An, can you help me? What is your answer? It's a... Black shorts. Ah, so which one? This one or this one? Again, your answer is? Yes, good job. Well done. Shorts. Đúng rồi. Nếu mà câu này cô muốn biến nó thành đáp án đúng thì cô phải thêm cái gì, Phương Anh? Thêm chữ S, cô. Đúng rồi. Yes, good job, Phương Anh. You understand the lesson. Well done. Phương Anh hiểu bài rồi đó. Đúng rồi. Kiểu này là nó đúng nè. Black short, nhưng mà thực ra nó thiếu cái S nữa. À, như cô nói, cái quần thì nó là số nhiều. Quần gì cũng vậy, quần đùi, quần jean, quần tây, quần gì cũng là phải có thêm số nhiều cho cô. Cứ liên quan tới cái, tụi con thấy, cứ liên quan tới cái quần là nó có số nhiều à. Hai ống là nó đều là số nhiều. Cái quần vớ mình cũng là số nhiều luôn, các bạn thấy không? Đó, cho nên cái chữ này, các bạn chọn cái này nhiều nhất nè. À, rất nhiều bạn chọn cái này đúng không? Bởi vì cô có chi tiết black ở trong đó. Nhưng mà thực tế cái chữ short của mình như vậy là chưa đúng. Cái chữ short của mình phải có S, người ta mới hiểu là cái quần đùi. Black shorts. So the correct answer has to be this one. Shorts. À, cái đáp án đúng của mình nhất. Đáp án đúng nhất của mình phải là từ này nè. Shorts. Các bạn cứ nhớ nha, quần là phải có số nhiều cho cô. Cái quần, quần vớ, quần gì cũng vậy, cũng là số nhiều hết. Ok? Shorts. Good job, everyone. What is your answer for this one, Duy? Give me đáp án câu này không? What is the answer for this one? It's sweatpants. Okay, sweatpants. Well done. One more time, Yui. Sweatpants. Good job. Well done. Good job. You know this one, right? Yes.
Good job everyone. Đây là sweatpants. À, quần này là cái quần, các bạn nhìn kỹ nó khác với những cái trouser với cái pants rồi nè. Nó khác ở chỗ là cái quần này nó là quần thun, mà cái quần dạng quần tập thể dục á, mọi người biết không? Cái quần tập thể dục là nó sẽ hơi bó cái cổ chân của mình lại á. Cái quần mà kiểu như quần tập thể dục mà hơi bó cái cổ chân lại, các bạn để ý nè, nó có cái phần chun để nó bó lại ở đây nè. Cái quần thun như thế này tụi con đi tập thể dục á, có nhiều người, người lớn, đa phần cũng thấy người lớn thì mới bận quần này đúng không? Ai mà đi tập thể dục mà thích bận quần dài thì mọi người sẽ bận cái quần này. Thì cái quần này người ta gọi là sweatpants. Sweatpants. Các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ mình có cái áo, cái áo, cái áo gì cũng có chữ sweat đó. Sweat with what? Sweatshirt. Cái sweatshirt thì nó là một cái bộ hay đi chung với nhau các mọi người. Sweatshirt hay đi chung với sweatpants. Thì cái bộ đấy là một cái bộ mà người ta hay dùng để người ta tập thể dục. Thì cái đấy là một cái từ khác nữa. Nếu mà con muốn nói về cả cái bộ đồ đấy luôn thì nó còn có một cái từ khác nữa. Còn hay là hai cái tách ra nè. Sweatshirt là cái áo có mũ trùm, các bạn nhớ không? Rồi cái này là sweatpants, cái quần thun hay bận để đi tập thể dục đó. Mình có cái từ sweatpants. Ok, sweatpants. Now next one we have, let's see, what is the next one? Okay, let's see, what is your answer? Thu, can you help me? What is your answer for this one? Can you turn on your sound? Which one? White blouse. Yeah, but okay, ở đây thì đa phần nó biết giống nhau, bây giờ con chọn này. A, B, C, D, thử. A, B, C, D, which one? It's C, no. Okay, C, this one? Are you sure? Nào, nào, Thư nói lại cho cô nghe này. Cái nào? Thư chọn cái nào? A, B, C, D? It's A. Okay, you choose A. Now let's see the answer, okay? Let's see the answer. Is it A? It's A. Well done, Thu. Good job. It's A. White blouse. Good job. Mình sẽ không có double S lên ở cái từ này, cho nên là câu này sai. Từ này thì viết sai cả cái từ luôn, và từ này cũng vậy. Không có cái nào double S hay double E hết. Mà cái cách viết đúng nó sẽ là như thế này. B-L-O-U-S-E. Và cái áo này các bạn biết là áo gì không? Gì? Who wear, who will wear these clothes? Who will wear the white blouse? Who? Cô là áo dành cho bác sĩ y tá. Yes, so who in English, who wear this one? Who will wear this one? In English, can you say in English? Who? Ai sẽ bận cái áo này? Bầu. Who, who again? White bầu. Yeah, but who? Ai sẽ bận cái áo này? Ai? Who? Cô đang hỏi về who là ai đó. Doctor and nurse. Yeah, good job. A doctor and the nurses. Well done, the doctors and the nurses. Good job, Duy. Good job. Đây, đúng rồi. Bác sĩ và y tá sẽ bận cái áo này, đúng không? Cái áo này là cái áo mà tụi con bận trong bệnh viện á. Các bác sĩ và cô y tá bận ở trong bệnh viện đó. Mình có white blouse. Thì cái áo này con gọi như thế. White blouse. Okay. Good job. Well done. Next up. Okay. I know that this one, a lot of you guys have done, that you guys didn't have the correct answer, right? This one is a blouse. Khi mà tụi con search cái chữ blouse á, thì nó sẽ ra cái áo này. Cái này là cái áo mà, nói chung là cô sẽ giải thích là cái áo mà các bạn thấy là thường là người lớn hay bận á. Áo kiểu mà dành cho nữ. Áo sơ mi dành cho nữ thì thường nó không phải là cái kiểu giống như cái shirt, mà nó sẽ kiểu kiểu cắt hơn, nó có bèo, nó nhúng hay là như thế nào đó. Cái màu nó đẹp hơn, cái cổ nó sẽ khác một xíu. Cái vải của nó thì sẽ giống, cái vải nó sẽ hơi khác một xíu. Thì cái áo kiểu như thế này tụi con gọi là áo blouse. Không á, thì người ta sẽ hiểu là cái áo này thường là con gái sẽ hay bận cái áo này. Ok, người lớn á, áo mà có cánh, áo đẹp á. Còn cái áo lưu kia là áo blue, kia là áo dành cho bác sĩ. White blouse. Còn cái này thì mình sẽ đọc là cái blouse mà dành cho những phụ nữ, người ta bận áo mà để đi làm á, tụi con hiểu áo đi làm á, mà không phải là kiểu áo sơ mi bình thường, mà là cái kiểu mà nó có cái kiểu cắt hơn, thì ra cái này, những cái này con gọi là cái blouse, ok, blouse. Cardigan đó là một cái khác, tí nữa sẽ có cái từ cardigan cho các bạn. Ở đây nhiều bạn chọn cardigan đúng không? But this is not a cardigan. Cardigan là một cái khác, tí nữa các bạn sẽ tới cái câu đấy, ok. Okay, so what about this one? Hoàng Linh, can you help me? Well, which one do you choose?
Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Which one is do you choose? I choose coat. Coat. Okay, thank you so much, Lynn. Now let's see the answer. It is this one is actually not a coat. Coat là cái áo khoác dài, đúng rồi, nhưng mà cái áo này nó là một cái loại khác nữa. Cái áo này nó là cardigan. Cái này nó gọi là cái cardigan. Cardigan nó là cái loại áo len, áo khoác bằng len á. Cái coat là nó là cái dạng khác. Cái coat là con thấy là cái dạng kaki hay là dạng cái dạng áo khoác, cái vải nó khác, nó dùng để giữ ấm. Còn cái này mình có cái đặc trưng của nó là cái áo khoác len, làm bằng len thì tụi con sẽ gọi là cái cardigan. Cardigan. Áo len mà đen, áo len mà được đan tay á, có thể là có tay không tay, thì cái áo len, áo khoác len như vậy thì tụi con sẽ dùng cái tên nó đặc trưng hơn. Đó là cái chữ cardigan. Ở là các bạn mà nghe từ này thì các bạn sẽ biết người ta đang nói về áo len mà dạng áo khoác á. Áo len mà dạng áo khoác á. Cardigan, áo len mà đan lên đó. Ok, cardigan. Again everyone, cardigan. Đâu, Hàng Linh đọc lại cho cô này, hồi nãy Hàng Linh làm câu này đúng không? Again, what is it? Can you tell me what is it? It's cardigan. Yes, good job, Lynn. Well done. It's a cardigan. Good job, well done. Next up. Coat thì các bạn hiểu cũng được, nhưng mà coat thì nó sẽ đặt nói chung là áo khoác dạng dáng dài thôi. Nhưng mà cái này thì đặc trưng hơn, mình có cái từ đặc trưng hơn cho nó là cardigan, okay? Next one, what do you have? You have đây, cái từ này cô đã định nói cho mẹ nha. You have track suit. Suit là thường khi mà các bạn dùng cái từ nào mà nó có cái chữ suit á thì nó mang nghĩa là cái bộ đồ cả nguyên một bộ luôn, thì thường nó hay có cái chữ suit ở đây. Thì track suits là cái bộ này. Đâu bạn nào nói cho cô trong cái track suits là nó có cái gì trong đây nè. Hữu Khánh, please, can you tell me, look at the picture, what can you see, what are they wearing? Trong track suits thì theo con là nó gồm cái bộ track suit thì nó có cái gì với cái gì? Khánh nhìn ra không? Cái hình nó hơi bé không? Cái hình nó hơi bị áo đôi à? No. Track suits không phải là áo đôi, mà nó mang nghĩa là một cái bộ đồ. Cái bộ đồ này là cái bộ đồ track suits này. Thì con thấy hai cái này con gọi là cái gì? Mỗi cái con gọi là cái gì? Hồi nãy mình có học qua đó. Khánh nhớ không? Nó gồm cái gì với cái gì? Bộ đồ này là con thấy là giống bộ đồ gì? Bộ đồ mà để người ta đi tập thể dục á. Người ta sẽ có nguyên một cái bộ từ đầu đến cuối. Hai cái miếng nó dùng cùng một loại vải đúng không? Cùng màu như vậy á. Thì cái bộ track suits này là con thường để bận đi tập thể dục. Thì con đoán được không? Cái áo nó là gọi là gì? Còn cái quần gọi là gì? Khánh nhớ không? Hồi nãy mình có học qua đó. Cô nghĩ là Khánh đoán gần đúng rồi. Sweat what? Remember? Sweat what? Sweat shirt. Sweat shirt, not sweat t-shirt. Sweat shirt, cái đó là một từ. Sweat shirt. Yeah. Sweat shirt. Good job. Còn cái quần thì sao Khánh? Cái quần nó cũng là sweat gì đó. Khánh nhớ không? Hồi nãy mình có làm sweat. Đó. Sweat. Sweat what? Sweat. Yes, exactly. They are sweatpants. Good job, Khánh. Well done. So those you call track suits. Nguyên một cái bộ luôn. Hai cái đấy nó tách riêng ra thì nó sẽ có tên là sweatshirts. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy cái đường ở đây nó là cái đường cái áo á. Cái đường đấy là cái đường cái nón, cái mũ trùm á. Đó, nếu mà các bạn để ý kỹ thì nó là cái đường của cái mũ trùm á. Thực ra cái bộ này nó có thể là bao gồm sweatshirts. Ok, nó có thể bao gồm sweatshirt hoặc là sweater các bạn nha. Có thể là, có loại là làm từ sweater nữa. Và nó gồm thêm một cái nữa là sweatpants, là cái quần mà cô nói dùng để đi tập thể dục á. Thì nguyên một cái bộ này, tụi con có nguyên một cái bộ này thì nó sẽ có cái bộ track suit. Cái bộ mà bộ đồ này là nó có hai mảnh đúng không? Thì thường mình phải có S cho cô số nhiều, bởi vì nó là hai cái một bộ đồ có hai cái là áo với quần. Đó, thì nguyên cái bộ này, bộ mà con thấy là người ta tập thể dục người ta bận theo cái bộ như vậy á thì người ta gọi là track suit. Còn con muốn gọi riêng từng cái một thì mình có cái áo là sweatshirt nếu có cái mũ trùm. Còn không có mũ trùm, cái áo tay dài bình thường, cái áo thun tay dài bình thường á thì tụi con có cái chữ sweater. Và cuối cùng cái quần thun bằng để tập thể dục thì mình có cái chữ sweatpants. Cái quần mà các bạn thấy là quần bằng nỉ á. Quần bằng nỉ nó hay bó cái chun, nó có cái chun bó ngay cái cổ chân á.
sweatpants, ok? Và pants thì đương nhiên phải có S ở ít nào, nhưng ngay tới quần là cũng có S hết cho cô, ok? Good job, guys, well done. Còn cái từ này cô không có thêm cái từ này vào cái bài của mình, nhưng mà cô có để cô giải thích cho các bạn blazer. Blazer, cái này các bạn nào mà biết thêm thì các bạn có thể nghe cái này cũng được. Blazer là cái áo giống như là áo vest, nhưng mà nó là dạng thoải mái hơn. À, con gái cũng hay bận á, nó không phải là áo vest giống như con trai hay bận là phải ôm vào hết, mà nó sẽ dạng rộng hơn. Cái áo vest dạng rộng hơn, dễ mặc hơn, thoải mái hơn. Blazer, ok? Những người mà làm văn phòng người ta cũng rất là thích bận blazer. Ok. Now this one you have 20. Oh wow, black shorts. Why so many of you guys choose black shorts? Shorts là cái gì mọi người? Shorts là cái quần đùi mà, đúng không? Rõ ràng chú này đâu có bận quần đùi đâu. Quần đùi thì mình mới kêu là black shorts. Các bạn thấy có cái chữ black nên các bạn chọn nhiều, đúng không? Shorts là cái quần đùi, các bạn nhớ cho cô này. Shorts là quần đùi, mà rõ ràng chú này là không có bận quần đùi rồi đó. Cho nên là đáp án black shorts là mình không có chọn đâu. Mình phải chọn cho cô là suit. Bộ suit có nghĩa là cái nguyên một cái đấy, mình gọi là suit. Suit. Mà ở đây thì thường cái bộ suit này thì người ta không có dùng có S. Cô cũng không biết tại sao, nhưng mà thường thì mình ta chỉ dùng cái chữ suit. Cái bộ nguyên một cái bộ đồ đó. Ok. Next up you have, yeah, this one. You have swimsuit. Swimsuit, ok. Swimsuit có nghĩa là bộ đồ bơi. Bộ đồ bơi á, một mảnh á. Ok. Thevin, can you read again? Can you tell me again? What is this? It's a swimsuit. Yes, swimsuit. Đúng rồi, mình sẽ không có, thường mình sẽ không có dùng là swimming suit nhiều, mà mình chỉ dùng là swimsuit là được rồi. Đúng rồi, Vin, good job. This one you call a swimsuit. Swimsuit thì nó cũng là một danh từ chung thôi. Nó nói về bộ đồ bơi thì mình sẽ có chữ swimsuit. À, đồ bơi á, thì tụi con hay có cái chữ swimsuit. Và thường thì con gái mới bận theo gọi là cái bộ, đúng không? Bộ đồ bơi thì thường con gái mới bận theo kiểu cái bộ đồ. Còn con trai thì sẽ bận cái quần bơi thôi. Quần bơi là gì thì tí mình chuẩn bị học nè. Còn con gái thì thường mới bận cái bộ đó thì mới gọi là bộ đồ bơi. Cho nên thường cái này là dùng cho bộ đồ bơi của con gái nhiều. Swimsuit. Còn cái quần bơi thì nó khác nữa. Quần bơi là khác nữa. And this one is actually not a bikini. Bikini. Bikini là đồ hai mảnh, các bạn nhớ nha, đồ bơi mà hai mảnh khác nhau á. Cái này là một cái mảnh liền với nhau, một cái bộ đồ bơi một mảnh liền với nhau, mình gọi là swimsuit. Còn bikini là hai mảnh khác nhau. Ok. Next up you have, ok, which one is your answer, V? Which one did you choose? Which one did you choose? Em nghĩ là swimming trunks. Yeah, swimming trunks. But which one? A, B, C, D? Swimming trunk, A, B, C? Which one? B. B, yes. Good job. Yeah, good job, B. It's B, okay? Double M. This is not double I, okay, guys? Remember, no double I. Double M. Còn cái này thì không có. Cái này cũng nhiều bạn chọn nè. Không có double M thì không được. Cái chữ swim của mình khi mà tụi con thêm in vào á, swim của mình khi mà tụi con thêm in vào thì mình phải gấp đôi cái chữ M này lên, cái chữ cuối cùng, cái phụ âm cuối cùng lên. Để mà giải thích tại sao nó gấp đôi lên thì cũng rất là phức tạp, cho nên là thường các bạn sẽ nhớ cái này cũng được. Ok, swimming, cứ chữ swim mà có thêm in thì các bạn nhớ cho cô, nó sẽ double đôi cái chữ M lên. Double M. Ok. Và cái này trunks là ở đây người ta hay nói về cái quần bơi á, quần bơi của con trai á, thì mình có cái chữ swimming trunks. Ok guys, remember, swimming trunks. Cho nên là các bạn nào mà thường mang quần bơi, mặc quần bơi thì có thể dùng swimming trunks. Còn bạn nào mà hay bận cái bộ đồ bơi thì có thể dùng là swimsuit. Đó, có rất là nhiều từ khác nhau, đúng không? Mỗi cái nó đều có một cái từ đặc trưng riêng cho nó. Ok, well done guys, good job. Hình như mình chỉ còn có vài câu, five more, chỉ còn 5 câu nữa thôi. Như vậy là hôm nay lại là học rất là nhiều từ vựng, đúng không? Các bạn về cố gắng mình xem lại hai cái video gần đây nhất để mà mình ôm lại những cái từ vựng này. Sau đấy thì cô sẽ cho các bạn làm một số bài tập về quần áo nói chung. Cô sẽ gửi cho các bạn một số cái bài tập về quần áo nói chung để mình ôm. Hôm sau thì mình sẽ không còn học về quần áo nữa, mà mình sẽ tiếp tục những cái bài trong lớp về weather, về thời tiết. Ok. Rất là nhiều bạn chọn pants. Oh, this one, a lot of you guys, 24 players, swimming pants. No, pants là quần dài, cho nên chắc chắn cái này nó không phải là pants rồi đó mọi người. Ok, not pants.
và swimming trunks mới là từ chính xác. Yes, Banang, tell me, what is your answer? Which one did you choose? Anh chọn câu nào? For this question, which one did you choose? Can you turn on your sound? I see that you raised your hand. Cô thấy anh giơ tay nè. You want to answer this one? Okay, you cannot turn on your sound. What about Anh Khoa? Can you turn on your sound? Tell me, what is this? How can you call this one? Áo này mọi người biết là áo gì không? When you guys take a look at the picture. What about, yeah, Tino, can you help me? Which one do you choose? It's bathrobe. Yeah, bathrobe, but A or D. Bathrobe A or bathrobe D. Bathrobe D. D, this D is this one, right? So the correct answer, is it D? A. Okay, Tino, your answer is A, right? So now let's see, is it A? It's A. Well done, Tino. Well done. It's a bathrobe. Bathrobe. What is a bathrobe in Vietnamese? What is a bathrobe in Vietnamese? Tino biết là bathrobe trong tiếng Việt con gọi là gì không? Yeah. Look at the picture. I don't know. You wear this one in the bathroom after you take a shower. Actually, not a lot of people in Vietnam wear this. Okay, let me explain to you guys, okay? This one. After you take a shower, after taking a shower, you can wear this one instead of wearing your clothes. Well, because after taking a shower, your body, they're wet, right? Your body is wet. So it's really hard if you wear the clothes. You're going to wet your clothes. Nếu mình lau người mình không kỹ sau khi tắm xong á, thường thì mình sẽ mặc đồ vào thì đồ mình nó sẽ bị ướt, đúng không? Cho nên là các bạn có thể bận cái này trước, giống như cho nó khô cái người của mình rồi á, rồi mình mới bận cái khác vào. Thì cái này nó là áo choàng tắm, thường là mọi người tắm xong thì mọi người hay bận cái này thay vì bận đồ liền luôn, thì các bạn có thể bận cái này, áo choàng tắm. Thực ra thì not a lot of people in Vietnam wear this, right? Không có nhiều người ở Việt Nam bận cái này. Oh really? Really Châu, con chọn bừa các câu này mà con làm đúng hết ạ. You're very lucky. You're very lucky. Now, this is a bathrobe, okay? Bathrobe. Bathrobe. Uh-huh. Bathrobe. One letter R only. Chỉ có một letter R thôi, các bạn nhớ nha. Okay, next one. Which one is the correct answer? Okay, Joe, can you help me? Can you help me? Which one is the correct answer? A, pajamas. Yes, pajamas. Good job, pajamas. Well done. What is pajamas in Vietnamese? Đúng rồi, Joe, good job. Đúng rồi, áo ngủ, bộ đồ ngủ á. Đúng rồi, cái bộ đồ ngủ thường thì nó sẽ giống như một bộ mà. Tụi con gọi là bộ đồ thì thường nó sẽ trên đến dưới nó họa tiết, nó phải đi với nhau, đúng không? Nó phải đẹp, nó phải đi sạch tông với nhau. Cho nên là bộ đồ ngủ này cũng vậy. Tụi con thấy là thường cái áo giống cái quần. Và cái bộ pajamas này, cái bộ mà tay dài có nút, cái bộ mà classic nhất, có thể đó là cổ điển nhất cho bộ đồ ngủ á, là cái bộ mà tụi con thấy là nó sẽ là áo tay dài có cổ và có nút, cũng như là cái quần nó là quần dài luôn. Thì cái bộ đấy là nó đặc trưng nhất, nó gọi là pajamas. Pajamas, there are two ways. Có hai cách để con ghi cái từ pajamas. The first one is this one, P-A. But you have one more. Mình có thể thay letter A đấy bằng letter Y vẫn đúng nha mọi người. Nhưng mà phải có S cho cô nha, bởi vì bộ đồ mà. Bộ đồ ngủ ở đây thì nó cũng có S, bởi vì nó hai miếng, hai mảnh. Một cái áo, một cái quần, cho nên các bạn nhớ cho cô nha. Okay, now pajamas, remember? Ở đây thì cô không có cơ hội mời các bạn đọc nhiều, cho nên là hôm sau để cô tổng hợp cái từ lại, nó nằm chung một chỗ đi. Rồi cô sẽ mời một vài bạn, các bạn đọc lại cho cô nghe những cái từ đấy nha. Okay, còn bây giờ mỗi câu nó là một cái chỗ khác nhau, nên là hơi khó để cô mời các bạn. Okay,
Nên là hôm nay mình sẽ tập trung để mình học từ trước thôi. Hôm sau các bạn về, các bạn xem lại cho cô video bài giảng của mình này, các bạn tự đọc lại. Hôm sau cô sẽ mời một vài bạn tập đọc cho cô nghe và đọc cho các bạn trong lớp mình nghe lại những cái từ này nha. Ok. Next up, what is this? Ah, yes, good job guys. It's a watch. A watch. Đúng rồi, cái đồng hồ đeo tay, các con đeo vào cái tay của mình á, nó gọi là cái watch. A watches thì là số nhiều nha mọi người. Watches là số nhiều. Ở đây thì mình có một cái mình chọn watchable. Và ở đây mình không có chọn clock. Cô biết là nhiều bạn gọi cái đồng hồ là cái clock đúng không? Clock. Nhưng mà clock là đồng hồ mà các bạn treo tường, đồng hồ báo thức. Nói chung là cái đồng hồ nào mà nó không phải là đồng hồ đeo tay á, thì con mới gọi là clock, đồng hồ treo tường. Hay là cái đồng hồ to to mà các bạn biết cái con chim á, mỗi lần tới giờ là nó sẽ có những đồ chơi á, nó là một cái gì đó nó bay ra đó. Cô cũng không biết giải thích sao luôn. I don't know how to explain that one. You choose clock, Joe. This is not a clock. Yeah, cái này không phải là clock đâu. Cái này là video bài giảng thì cô sẽ đăng vào Zalo á, group Zalo, các bạn cứ vào và xem. Nhưng mà hôm nay mình chưa đăng được đâu, ngày mai cô mới đăng xong lận, ngày mai ngày mốt gì đấy lận. Ok, còn hôm nay mình chưa học xong nè. Các bạn nhớ để ý cái group Zalo cô gửi bài tập là cô có gửi kèm cái link tụi con có đó. Đúng rồi, đồng hồ, thực ra là đồng hồ treo tường cũng được, mà đồng hồ báo thức cũng được nghe Maxson. Nói chung là nó không phải là đồng hồ đeo tay thôi. Đồng hồ treo tường hoặc là đồng hồ mà con để trên bàn á, có những cái đồng hồ con có thể để trên bàn đúng không? Cái đồng hồ đấy nó cũng gọi là cái clock luôn, chứ không cần thiết là phải treo trên tường. Cái đồng hồ đấy cũng gọi là clock luôn. Hay là có những cái đồng hồ nó rất là to, nó đứng được, nó giống như cái đèn vậy đó, nó to và nó cao là cao, mà con hay để ở living room á, thì cái đấy nó cũng là clock luôn. Watch, đúng rồi, yeah, watch là đồng hồ đeo tay. Good job everyone, well done. Good job guys. Như vậy các bạn ghi phần phân biệt cho cô giữa hai cái từ này. Watch là đồng hồ đeo tay, còn clock là cái đồng hồ, những cái còn lại, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường rồi đó. Now, two more, các bạn cố lên hai câu nữa rồi mình sẽ hôm nay là mình đã học xong những cái từ vựng rồi đó. Cái này là cô có chỉ các bạn rồi nè, đúng không? You guys remember this one? It's a backpack. Backpack or rucksack, not pack bag, okay? Not pack bag. It's a backpack. Hai chữ bờ này các bạn phân biệt cho cô, bờ bò. Chữ bờ này mình đọc là bờ, bờ, không có bật âm ra, chữ bờ bình thường thôi á, bờ, bờ. Back, back. Còn cái chữ pờ này là mình phải bật âm. Chữ bật âm ra cho cô, pờ, pờ, pờ. Backpack. Backpack. Chứ không phải là pack bag, các bạn nhớ nha. Backpack, backpack. Okay? Các bạn về xem lại và đọc lại kỹ những cái từ này cho cô. Hôm sau là cô mời các bạn nói cho cô nghe những cái đấy là gì. Cô chỉ để hình thôi nha. Các bạn sẽ phải nói cho cô nghe cái món đồ đấy là gì đó. Cô chỉ để hình thôi. Cô không có để chữ cho các bạn đọc đâu. Nên là các bạn về ôn bài kỹ cho cô nha. Hôm sau cô mời một vài bạn đó. Ok, the last one. Cái này là các bạn cũng hay bận lắm nè đúng không? Cái áo này các bạn cũng biết đúng không? Cái này nó là cái polo shirt. Polo shirt là áo. Cái áo nói chung là cái áo có cổ đó mọi người, áo thun có cổ đó. Các bạn biết cái áo thun này đúng không? Cái dạng thun này thường nó dày hơn một xíu, nó dày hơn cái áo thun t-shirt của mình hơn, mà nó là áo có cổ, nói chung là áo thun có cổ. Ok, thì mình hay có cái từ là polo shirt. Polo shirt, not red shirt. Ok, shirt nó là cái áo sơ mi nhiều hơn. Còn cái này, yeah Tino, yeah đúng rồi, yes that is the polo shirt. Good job, Tino. Yeah, that one is a polo shirt. A lot of boys, okay? Boys like to wear this one, right? Thường các bạn nam bận cái này nhiều, đúng không? Oh, really? You're wearing that one too, Maxson? The red one look exactly like this? Okay. Yeah, it's a coincidence, right? You have a lot of you guys have this type of shirt, right? Có nhiều bạn có áo kiểu này làm đúng không? Especially the boys. Okay, good job everyone. Well done. So, right now it's 9:05, okay? It's kind of late right now. So, we stop here today. We have learned all of the words about the clothes, okay? So, guys, remember when you guys are at home, the next day, please rewatch the video. Watch the video today class and then you guys learn again, okay? Exercise, practice to pronounce these words, okay? Các bạn về nhớ học từ vựng nha. So today we stop here. I will see you guys again on Monday, okay?
cô sẽ hẹn gặp lại các bạn thứ hai nha. Hôm nay thì cô sẽ cho các bạn nào thực tập. Hôm nay mình chưa có cơ hội để thực tập đọc nhiều, nhưng mà hôm sau thì mình sẽ thực tập nhiều hơn một xíu. Ok guys. Goodbye everyone. Okay, now please turn on your sound and say goodbye to your friends. Okay. Bye bye everyone. Let me turn on your guys' sounds. Wait me. Bye everyone. See you guys on Monday. Goodbye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher.